tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình là một họa sĩ tô màu tự do. Và mình rất thích tô màu. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách tô màu và sao cho đẹp nhất. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi tô màu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Nào đây. Đâu. Đâu. Ôi trời ơi. Đâu? Bắn đây mẹ em. Rồi. Đứng chạm vào tục phát rồi. Đi. Bắn nhẹ quá. Đâu không biết. Chưa gà. Trời ơi. Mẹ tí đi sạch. Trời ơi, chạy cái chết cái người. Đám tất công. Hả? Hả? Rồi. Đám tất công không? Có. Mặt vàng phải bắn nhanh đi không? Ok. Bắn 8 cân đấy, bắn... Chị... Đố bắt được đấy.
Mày tô màu xanh. Xin chào mọi người, lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ các bạn đi tô màu sao cho đẹp nhất. Và các bạn đừng quên hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng mình cùng đi tô màu nào. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tô màu cho các bạn xem này. Chào các bạn, mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nhé. Cảnh báo, sẽ phải lấy một cái điện.
như là giao thương mại. Như vậy là mình tôi xong rồi nha.